cô làm cái gì đấy? Anh ơi, anh cứ coi tôi như là mannequin nhá. Xong anh giúp tôi với nhá. Họ mà tìm được tôi thì chắc là tôi không sống nổi đâu. Tôi xin anh đấy, anh giúp tôi với. Mẹ kia, sao nó chạy nhanh thế nhở? Rõ là em thấy nó đi hướng này mà. Không để nó chạy thoát. Alo, chúng mày chia nhau ra đi tìm. Nó sức khỏe yếu lắm, không chạy nhanh được đâu. Bằng mọi giá, không được để nó thoát. Đi. Hỏi đã. Hỏi xem. Này cậu ơi, cậu có thấy một cô gái á, tóc dài đến đây, cao tầm này, mặc váy trắng chạy qua đây không? Tôi không thấy. Tôi lại anh. Đây là jeep của cô ta mà. Đúng rồi, đây rõ ràng là jeep của cô ta mà. Này, mày biết nó ở đâu đúng không? Mày giấu cô ta ở đâu? À, này, tôi khuyên anh đừng có lo chuyện bao đồng, không là bọn này không để yên cho đâu. Ông anh nóng tính thế. Trên đời này ấy, không có thứ gì là miễn phí. Nếu mà muốn biết cô ta ở đâu ấy, thì ít ra cũng phải có một chút. Phụ tưởng gì? Này, được chưa? Nói đi. Như thế này ấy, khó đấy. Này, anh đừng có cơ hội mà làm tiền nhá. Vậy thì hai người tìm đi. Tôi chỉ sợ ấy, đến lúc mà hai người tìm thấy thì cô ta đã đi xa tận đầu tận đâu rồi. Mày. Tôi được rồi. Từng này đủ chưa? Mày nói ngay, nó ở đâu? Đấy, đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn ông anh ạ. Cô ta để dép ở đây ấy, để đánh lạc hướng hai người. Tôi thấy cô ta bắt xe taxi màu trắng, biển số là 30F1876, đi về phía kia kìa. Alo, nó lấy taxi màu trắng, biển 30F1876. Chúng mày kiểm tra, chặn đầu lại, bọn tao đến ngay. Đi. Cô gì á? Bọn họ đi rồi, cô xuống đi, nhanh lên. Tôi còn tưởng là anh bán đứng tôi nữa chứ. Mà họ là ai đấy? Sao truy đuổi cô như là kẻ thù ấy? Người đàn ông đấy là chồng của tôi. Còn cô gái kia là Oxin giúp việc của nhà tôi. Cái gì? Chồng của cô và Oxin á? Thế rốt cuộc là có chuyện gì? Chuyện này... Ôi... Đúng rồi. Anh ơi, cô ta uống hết cốc thuốc, ngủ như chết rồi kìa. Thế thì chúng mình tranh thủ làm một cái đi. Anh nhớ em, để phát điên rồi đây này. Nào, thế em cũng nhớ anh phát điên rồi này. Cô ta chưa điên vì thuốc, nhưng mà em nhớ anh thì phát điên rồi. Anh làm thế nào thì làm, để chúng mình nhanh chóng ở cùng nhau chứ. Cái thuốc này ấy, phải đợi thêm một thời gian nữa mới phát huy tác dụng. Không lộ việc chúng ta đầu độc cô ta, chỉ một thời gian nữa thôi, cô ta đau đầu, cạn kiệt sức lực, rồi tự động phát điên. Thế là chúng ta sẽ không cần phải diễn nữa, là chúng ta có thể thoải mái ở bên nhau. Anh hứa rồi đấy nhá, chứ em diễn vai giúp việc này mệt lắm rồi đấy. Thì em cũng biết là anh xót em như thế nào mà. Cố gắng vì tương lai của hai chúng ta. Cũng không vì bố của cô ta hứa cho anh cái chức phó giám đốc thì cô ta làm gì có phước mà sống đến bây giờ. Đúng, đáng ghét. Thôi làm thế nào, em để dành sức đấy mà chiều anh chứ. Khốn nạn. Các người dám ngoại tình sau lưng tôi à? Em chưa ngủ à? Nếu như tôi không làm đổ cốc thuốc đấy thì chắc cả đời này tôi sẽ không bao giờ biết anh là cái loại người khốn nạn như vậy. Tôi phản bội. Cô nói ai là giúp chồng mình?
nói cho cô biết, tôi với anh Thiền tự nguyện yêu nhau, cô mới là người thứ ba xen vào mối quan hệ cho chúng tôi đấy. Loại đàn bà đê tiện, đồ xấu xa. Tôi cấm cô động vào người yêu tôi. Anh dám phản bội tôi, anh lợi dụng gia đình tôi để tiến thân, còn tôi nó khốn nạn. Yvonne, cô đã biết rồi ấy thì hạ màn luôn đi, không cần phải diễn nữa. Tôi với cô ấy chẳng là cái gì của nhau. Được rồi, vậy thì tôi sẽ nói cho bố tôi biết, anh đừng hòng làm hại tôi, anh sẽ không bao giờ lấy được tài sản của nhà tôi đâu. Tôi sẽ không để ai hại đến anh Cường đâu, đừng có mà mơ. Là cô không biết điều trước anh, đáng lẽ ra cô nên ngoan ngoãn ăn ngủ điều độ rồi uống thuốc thường xuyên, rồi phát điên lên thì cô sẽ không phải chịu khổ. Còn từ bây giờ trở đi, cô sẽ không bước chân được ra khỏi văn phòng này đâu, cô sẽ phải chịu khổ nhiều hơn đấy. Các người định làm gì? Các người định làm cái gì hả? Này, dậy ăn đi. Này, anh Cường ơi. Sao em? Cô Tạ, anh ơi, hình như cô Tạ. Tiêu đời rồi. Này, toàn bộ số tài sản của cô ta sẽ thuộc về anh. Này, anh cứ gọi về, sau đấy bảo bố cô ta là thần kinh cô ta không ổn định, không may ăn uống, bị nghẹn, khó thở, thế nên là đột tử. Chắc là cũng không nên làm gì đâu nhỉ. Để anh gọi. Alo. Bố à? Bố ơi, vợ của con, cô ấy đi rồi ạ. Nó lừa mình à? Đuổi nhau, không cho nó chạy thoát. Tôi còn tưởng là mình sẽ không thoát được cơ. Khốn nạn, đúng là bọn họ không có tình người mà. Tôi sợ lắm, người của anh ta ở quanh khu này, tôi sợ là mình sẽ không thoát được. Vậy thì bây giờ cô gọi cho người nhà tới đây để cứu cô đi. Tôi đã gọi cho bố tôi rất nhiều lần rồi, nhưng mà tôi vẫn không gọi được. Là bố tôi thay số điện thoại rồi. Thôi được rồi, để tôi gọi báo công an. Tôi nghĩ công an sẽ không tin lời tôi nói đâu, bởi vì tôi có hồ sơ khám bệnh thần kinh. Anh ta sẽ nói dối, sẽ ngụy biện là do tôi không được bình thường, thế nên tôi tự làm hại bản thân. Cô nói như thế cũng đúng, bọn họ gian xảo như thế thì cũng khó cho cô đấy. Hay là anh giúp tôi nhá, dù sao thì nếu như họ mà quay lại, họ biết là anh nói dối, họ sẽ không để cho cả tôi cả anh được yên đâu nhá. Tôi có cách rồi, nếu mà hai bọn họ mà giết hay mặt giỏi như thế thì cô cũng phải giết cho đạt vào. Tôi ý anh là tôi cũng phải diễn á. Đây, em đã nghi ngờ ngay từ đầu là anh ta nói dối rồi. Anh không tin làm gì có cái ô tô nào chứ. Phải tóm được cô ta lần này nhá, hai bọn nó tiêu đời rồi, dám lừa mình đi. Bà đứng lại đã. Ủa? Ai mà đứng lại? Hỏi ba không đứng lại? Ba, tôi khoán bà hả? Ba hóa ông ơi. Tôi nói là không khoán của ba hóa ông á. À không ạ, cháu xin lỗi, cháu nhầm người ạ. Ba ơi, ba có thấy cô gái nào mặc váy màu trắng tóc dài ở đây không ạ? Đúng không ạ? Ba hóa ông ơi.
nó kia rồi, tóm lấy nó. Tóm được mày rồi nhá. Nó chạy đi rồi. Này, sao hôm nay con ta chạy nhanh đi nhở? Đuổi theo, đuổi theo. Cô đứng lại đấy, đường cụt rồi, cô không chạy được nữa đâu. Ngày hôm nay nhá, cô không nghe lời tôi, về nhà tôi sẽ trừng phạt cô. Cô ấy, về nhà đi, tôi sẽ cho cô uống một liều thuốc thật nặng để xem cô còn chạy được nữa không. Dám giả chết để lừa bọn này à? Vậy thì tôi cho cô chết luôn. Anh sẽ không để cho bao nhiêu công sức của anh gây dựng lên đổ sông đổ bể đâu. Bây giờ nhá, mình phải bịt mồm cô ta trước khi cô ta tố cáo những hành vi bạo lực của chúng ta. Có được rồi nhá. Wow. Bất ngờ chưa? Mày, sao lại là mày? Sao lại là anh? Sao mày bảo máy của vợ tao? Thế anh nghĩ là... Tại sao? Mày là anh hóa trang. Anh hóa trang để cho cô ta chạy trốn à? Anh ơi, hóa ra cái bà già vừa nãy là cô ta đấy. Mày, mày không thoát được khỏi tao đâu. Còn mày nữa, mày thích lo chuyện bao đồng ấy thì mày tiêu rồi. Hả? Cái gì cơ? Tiêu cái gì? Tôi nói cho anh biết, người tiêu đời ấy phải là hai người mới đúng đấy. Chúng tôi đã được nhận được tin báo anh hành hạ cô gái này. Anh ơi, không phải như thế đâu, anh hiểu nhầm thôi. Con vợ của em ấy nó bị thần kinh không ổn định nên là nó hay nói linh tinh đấy, chứ không phải đâu anh ạ. Đúng rồi đấy anh ạ, chị này bị thần kinh chứ anh này không làm gì đâu ạ. Mày dám quay lén à? Dĩ nhiên rồi, muốn hai người phải nhận tội ấy thì tôi phải chấp nhận chịu mạo hiểm một tí. Anh công an ạ, tôi là người đã chứng kiến hai người này truy đuổi cô gái này, cho nên tôi phải đóng giả như này để lấy lại bằng chứng. Hai người theo tôi về đồn. Tức là hết rồi. Cảm ơn anh đã dũng cảm cứu tôi. Nếu như không có anh thì thực sự tôi không biết phải làm sao nữa. Thấy cô thoát khỏi nguy hiểm là tôi mừng rồi. Thôi, bây giờ hai chúng mình đi đồn công an để giải trình sự việc. Nhỡ nó. Ồ. Cái gì? Người yêu cũ? Thế thì ngạt thở. Hôm trước em vừa gặp cô ta ngoài đường, thấy chống gậy phiêu kính, tưởng là giả vờ mù, nhưng hóa ra là mù thật. Không ngờ chia tay em xong tàn thế. Tàn cái đầu nhà anh ấy. Ai trả tiền đây? Tôi thì không được đâu nhá. Có 30.000 mà cũng quỵt là sao? Anh ta cứ bình tĩnh. Tài khoản em bị lỗi chứ không phải là em quỵt anh đâu. Anh quỵt anh làm cái gì? Ơ, người yêu cũ à? Trời ơi, trời hôm nay xanh lắm luôn ấy. Thế mà mình đang đi đường lại gặp ngay người yêu cũ. Đó, bây giờ mình phải làm sao nhở? Mình sẽ giả mù, bởi vì ngày xưa mình mù mới yêu anh ta mà. Mà có 30.000 thì anh cho em làm phúc đi, coi như anh cúng dường. Đi 30 phút được có 30.000 mà làm phúc. Này, anh làm Grab ấy, cho anh cũng có hiền thôi nha. Dạ vâng, anh cứ bình tĩnh hả? Em gửi anh liền. Anh đợi tí.
Vi. Vi đúng không? Anh là ai đây? Anh Hòa, người yêu cũ. Bỏ ra. Anh nhầm người rồi đấy. Nhầm làm sao được mà nhầm. Em nữa, anh là anh yêu em nhất trong số người yêu cũ của anh đấy. Vi cho anh vay 30.000 đã. Anh thề là anh sẽ trả. Tôi không biết anh là ai cả. Tôi không nhìn thấy. Anh đi ra đi. Anh đi ra đi. Anh đi ra cơ mà. Làm gì đấy hả? Có thấy mù thật à? Con mới chia tay mấy tháng mà đã mù á? Em hôm nay thế. Chia tay rồi chứ không phải chăm con mù. Người yêu cũ à? Một hào cũng không cho. Một mù, hai điếc, ba câm. Quá là nhanh trí mà. Thế hóa ra mày gọi anh đến cắp nhà người cũ mày à? Thì bây giờ ấy, có cái mối nào ngon thì phải tận dụng cho đủ KPI chứ. Này, ai bảo đợt trước nó hớ anh cơ. Nó để chìa khóa tù room ra đấy. Em lấy em đánh vài cái dự bị. Bây giờ nó mù rồi, nó biết mình là ai đâu. Dọn đồ đây. Biết ngay là con này nó giàu mà. Thêm vào cái trước nợ có mấy chục triệu cũng đòi lên đòi xuống. Pizza. Nó đói nó gọi đồ ăn đấy mà. À, dạ vâng ạ, mọi thứ vẫn ổn. Dạ pizza bao giờ giao đến được ạ? Ở đây có hai cái ạ. Dạ thêm lấy cả hai cái ạ. Địa chỉ là 79 Dương Khuê. Và của em, anh cứ lên thẳng tầng 2 nhá. Dạ vâng ạ. Nhưng mà anh giao nhanh lên, em đói lắm rồi ạ. Cảm ơn anh ạ. Điện thoại của nó. Mật khẩu là gì? Sinh nhật nó 23 tháng 6 năm 2000. Không được. Sinh nhật em 24/4/1997. Mày điên à? Làm gì có ai để sinh nhật yêu cũ bao giờ không? Thì anh cứ thử đi. Không được. Thế bây giờ phải lấy fake ID của nó thôi. Để nào, để nào. Nó đã bắt nạ rồi, không mở được. Nghĩ thế nào? Hình như là em còn ảnh ở trong điện thoại hay sao ấy. Để em xem nào. Đấy rồi. Được rồi, được rồi. Này, mày thông minh thật. Không thể để như thế này được. Thế này thì mất hết mất. Đi tắm thôi.
người yêu cũ của tôi ngon đét nhỉ. Anh đi làm gì đây? Lấy được tiền rồi gì nữa? Đang nào chẳng gì rồi. Ngắm thêm một tí lộ làm sao được. Không thể bỏ những cái cơ hội mát mẻ thế này được. Chú thì ngắm nhiều rồi. Anh đã được nhìn bao giờ đâu. Có phúc thì cũng hưởng chứ lại. Ngoan xinh yêu của anh ơi. Hello mọi người nhá. Trời hôm nay xanh thật đấy. Nhưng mà mình đang đi đường tự nhiên lại gặp người yêu cũ. Thế là làm thế nào nhở? À, mình sẽ giả mù. Cô ta không bị mù à? Không nhở. Nẻ tình chúng mình yêu nhau mấy năm vừa rồi, em mở ra được không? Anh thề là anh sẽ không làm hại em đâu. Cái gì? Nẻ tình nghĩa? Nẻ tình nghĩa là khi anh gọi người khác đến đây ăn trộm đồ nhà người yêu cũ đấy hả? Anh lại còn đi đánh một cái chìa khóa khác của nhà tôi nữa chứ. Chắc chắn là anh có ý định này từ lâu rồi đúng không? Không phải như vậy đâu Vi ơi. Em cứ bình tĩnh anh giải thích đã. Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu. Anh vì túng quẫn quá nên anh mới làm như thế thôi. Chứ còn á, anh còn yêu em nhiều cực kỳ luôn ấy. Anh đến đây ý, anh chỉ muốn lấy thêm một ít đồ của em về làm kỷ niệm thôi. Còn tiền bạc á, là anh chỉ tiện tay thôi. Vì ơi, em mở cửa cho anh đi. Anh thề là anh sẽ chim cút trôi xéo luôn. Anh không làm gì em hết. Anh thề. Thật thế á? Thế bây giờ em mở cửa cho anh nhá. Thật, anh thề mà. Mở cửa cho anh đi Vi ơi. Em mở cửa đây này. Em mở đi. Em mở đi. Như vậy là như nào? Như nào? Đây, pizza của anh còn gì nữa? Này, anh nghĩ là tôi gọi pizza thật đấy à? Mà anh yêu tôi, anh quan tâm đến tôi, anh sẽ biết là tôi không bao giờ ăn pizza. Còn anh muốn đến đây để trộm đồ á? Cô bảo mơ. Đi vào trong tù mà ăn pizza luôn đi. Rồi, thằng ngu, mày ngu chưa? À, mày bị ngu, mày sẽ bẩn, mày bảo thêm nó dám mà.